Giá bích thái trồng hơn một năm nay khá bấp bênh và thường có mức giá khá thấp, chỉ từ 10 đến 15.000 đồng một ký. Sau thời gian dài mong đợi giá mít thái tăng lên, nhiều nhà vườn trồng mít thái tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục rơi vào tình trạng thua lỗ khi gần đây loại trái cây này rớt giá mạnh. Theo nhà vườn, bán một ký mít thái chỉ có thể thu về được 1/3 chi phí sản xuất bỏ ra, chưa kể công. Với giá mít thái như hiện nay thì người trồng thua lỗ từ 3.000 tới 6.000 đồng một ký tùy theo mức độ đầu tư của từng nhà vườn. Đối với mít thái loại 1, các thương lái mua tại vườn là 2.000 đồng một ký, mít chợ loại 2 chỉ từ 1.000 đồng một ký. Các vựa mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng và mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng một ký.